Hồng Dương Si Bít Ngô Lỗi tái hợp triệu lộ Tư, Dương Dương lỡ duyên với Dương Tử. Chủ đề Hồng Dương ngày hôm nay liên quan tới Dương Dương, Ngô Lỗi triệu lệ dĩnh, Dương Tử triệu lộ Tư và loạt sao Si Bít nổi tiếng khác. Trần Hiểu khi tham gia phỏng vấn, anh ấy sẽ đánh tiếng với phóng viên trước, đừng hỏi chuyện con cái, bạn biết gì cũng đừng hỏi tôi, tôi sẽ không trả lời. Happy Camp sẽ được khởi chạy vào tháng tới. Đỗ Hải Đào và Lý Duy Gia sẽ rút nuôi, Thiên Thiên Hướng Thượng, Đại Trương Vĩ và Vương Nhất Bác cũng sẽ rút. Nêu Hiến Hoa thường sẽ cùng Vương Nguyên thảo luận một số vấn đề về âm nhạc. Manh thám mùa đầu số liệu rất tốt, đứng đầu bảng xếp hạng, Dương Tử có lẽ sẽ không xuất hiện ở mùa 2. Hiện tại dòng phim cổ trang rất được ưa chuộng, thù lao cũng không tăng lên, nên đạo diễn sẽ ưu tiên lựa chọn hợp tác với các diễn viên như Bạch Lộc, Viên Băng Nghiên, Cúc Tịnh Y hay Lý Nhất Đồng. Dương Tử không gia hạn hợp đồng với Hoan Thụy, cô ấy muốn kết thúc hợp tác, hiện tại đang thảo luận với các công ty khác. Đáng lẽ Dương Dương sẽ có cơ hội hợp tác với Dương Tử trong trường tương tư, nhưng hiện tại cậu ấy đang muốn lựa chọn một kịch bản chính kịch, chuyển hình nên đành từ chối. Băng vũ hòa của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác lại đưa đi thẩm lần nữa, nếu thuận lợi qua thì năm sau sẽ chiếu. Ngô lỗi cùng triệu lộ tư sẽ có màn hợp tác lần 2 sẽ có buộc chặt marketing. La Vân Hy sẽ nghỉ ngơi nửa tháng trước khi quay lại công việc. Dương Tử đầu tháng sau sẽ vào đoàn phim mới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.